Vùng biển Tây Nam nước ta có tuyến hàng hải quốc tế đi qua với lưu lượng tàu hoạt động lớn. Trong dịp trước, trong và sau Tết là thời điểm mà các loại tội phạm hoạt động mạnh. Điển hình là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để giữ cho vùng biển được bình yên, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai các kế hoạch nhiệm vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biển đảm nhiệm. Trong những năm qua, trên vùng biển Tây Nam xuất hiện nhiều đối tượng liều lĩnh, manh động, nhiều chiêu trò, thủ đoạn, hoạt động trái pháp luật. Tiêu biểu nhất là hành vi giả dạng tàu cá, lợi dụng đêm tối, chuẩn bị hồ sơ giả để qua mắt lực lượng chức năng. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, các tổ đội tàu của vùng Cảnh sát Biển 4 luôn nêu cao cảnh giác, không một phút lơ là. Mọi dấu hiệu vi phạm pháp luật đều được theo dõi chặt chẽ thông qua các hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm cũng được cán bộ chiến sĩ áp dụng thuần thục. Trong quá trình huấn luyện, cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí trong từng cái bảng bố trí chiến đấu. Và từ các cái nhiệm vụ, như mỗi đồng chí mỗi nhiệm vụ thì các công việc nó sẽ hoàn thành trôi chảy và nhanh chóng. Những năm gần đây, xăng dầu là mặt hàng được các đối tượng buôn lậu tập trung chủ yếu ở vùng biển Tây Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2021, vùng Cảnh sát Biển 4 đã bắt giữ, tiếp nhận xử lý gần 20 vụ mua bán, sang mạng, vận chuyển dầu DO trái phép. Hàng năm, vào thời điểm Tết, nhu cầu hàng hóa trong nước tăng cao, đồng nghĩa với việc các hành vi buôn lậu trên biển trở nên phức tạp. Do đó, đơn vị đã tiến hành mở các đợt cao điểm để trấn áp, đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép, kết hợp bảo vệ các hoạt động hợp pháp trên biển. Triển khai cho các cái tổ đội, các cái tàu cảnh sát biển khi mà thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở trên biển thì tăng cường công tác nắm tình hình, mở rộng điều tra cơ bản, xác định các cái đối tượng mục tiêu có dấu hiệu vi phạm để chúng tôi triển khai cái lực lượng bố trí phương tiện tuần tra kiểm soát, góp phần ngăn chặn các cái dấu hiệu vi phạm. Trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển và đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ chiến sĩ toàn vùng đã quán triệt và thực hiện tốt phong trào 4 tốt, 4 không, 4 chống theo chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển, giữ vững phẩm chất đạo đức, kiên quyết đấu tranh, xử lý đúng đối sách, đúng quy trình, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị phương tiện. Khi đi cứu hộ cứu nạn cho các tàu của ngư dân hoạt động trên biển bị tai nạn đấy, là chúng tôi có khoảng trường hợp có khi là nước nó chìm vào và cũng có trường hợp là bị cháy tàu, thì chúng tôi đã cử cái tổ của chúng tôi sang để hỗ trợ bịt giò, cũng như là nếu mà bị cháy chúng tôi là tổ chức là dập cháy cho các tàu. Nhằm giúp người dân yên tâm vươn khơi bám biển, lực lượng Cảnh sát Biển 4 luôn tìm mọi biện pháp ổn định tình hình trên biển. Bên cạnh việc triệt phá các vụ việc vi phạm, quấy rối, đơn vị còn tạo hành lang pháp lý cho ngư dân hoạt động đánh bắt hải sản ở các vùng biển giáp ranh với nước ngoài, đồng thời coi trọng công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân, xem đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Cảnh sát Biển. Nhờ lực lượng mà bên Cảnh sát Biển này kia thì cũng hỗ trợ một phần, ví dụ như có bệnh hoạn này kia thì cứ chạy lại đó. Nhờ bên Cảnh sát Biển hỗ trợ thì anh em hỗ trợ rất tốt. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ trên biển, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân cũng được vùng Cảnh sát Biển 4 đặc biệt quan tâm. Do vậy, rất nhiều ngư dân không tham gia bao che, tiếp tay cho tội phạm, kịp thời thông báo khi phát hiện các trường hợp khả nghi để góp phần cùng Cảnh sát Biển 4 kiểm soát, đấu tranh, trấn áp thành công các loại tội phạm, giữ vững bình yên trên vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.